Rồi bây giờ ở đây mình chỉ luôn mọi người là có một chữ già voi nữa. Cái chữ già voi đó là viết là chữ già. Rồi chữ voi, voi là V đúp. Để coi già voi. V đúp O H N L. Già voi là V đúp O H N L ha. Già voi Richard Canal là ba cái từ. Nếu chúng ta coi Sesame Stracer là nó hay dùng ba cái từ này lắm. Người Đức mà khi họ kết hôn với nhau á, là câu trong câu hôn lễ là họ sẽ trả lời là già voi á, là tôi đồng ý đó ha. Đó. Bây giờ là già voi Richard Canal là các bạn hôm nay được học thêm chút xíu. Chúng ta nhìn thấy rồi, chúng ta nhìn thấy cái bài test của bạn Thương đấy. Vậy thì bây giờ là mọi người hỏi bạn Thương đi. Chúng ta nhìn thấy là bạn ấy viết như thế, mọi người muốn hỏi bạn gì trong cái nội dung đó, mọi người hỏi thử bạn đi. Với lại là Luyến á, là con chịu khó tập lại cái phần số. Con nhìn lần đầu tiên con nhìn thấy bạn Thương viết 59 và 54, nhưng mà con lại sượng sượng, con phải ngồi suy nghĩ con mới nhớ. Thì con phải tập là nhìn vô là đọc liền luôn. Nghĩa là con luyện lại cái phần số cho nó chuẩn lên một chút, con nhìn vô cái số đó con đọc liền luôn chứ không sượng như vừa rồi ha. Đó. Tại vì cái phần phần số á, là mình hay qua Đức, mình hay sử dụng, mình đi chợ đi búa rồi mình cũng phải hỏi, rồi người ta nói cái số mình nghe mình cũng phải biết ha. Chẳng hạn mà mình hỏi Vascoset thì bao nhiêu đó thì người ta nói thì mình phải chú ý mình nghe. Con còn yếu cái phần đó ha. Rồi Vâng, bây cho giờ em hỏi rồi phần phần số, cho em hỏi thêm phần số thì cái số 0 ấy thì ngoài là từ null ra thì còn có cách tức là còn trong trường hợp nào mà có cách gọi nào khác không, hay là chỉ có duy nhất là mình đọc là null nữa? có cái số nuôi thôi à, mình thấy ở người Đức chỉ có số nuôi thôi nên chứ không có số khác. Và chưa không có cách nào đọc khác, chỉ có một số này. À, họ Còn trong vô trường hợp là mình dùng số thì mình đều đọc như thế hết. à, mình đều dùng nuôi hết, nuôi à, mình nuôi á, mình nói nuôi á là phải có chữ L ở phía sau chút nuôi đó, vì nó có hai chữ L phía sau nó lận đó. Đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ là Quỳnh hỏi đi, Quỳnh nhìn cái nội dung bài viết đó, Quỳnh hỏi Luyến, à, Quỳnh hỏi Thương, con muốn hỏi gì con hỏi trong nội dung đó rồi Thương trả lời để mọi người chúng ta cùng luyện nghe với lại nói. Là vì an dinh deiner Entzündung. Con trả lời, riêng, riêng ra từng người một. Con chỉ nói là cha tôi bao nhiêu tuổi, mẹ tôi bao nhiêu tuổi, không cần trả lời chung vậy. Trả lời chung là cộng cộng hai người là hơn trăm à. My father is Neu- und Physik Giant, und meine Mutter is Film Physik Giant. Rồi, để trả lời vậy giờ chuẩn rồi đó, hỏi vậy cũng chuẩn luôn rồi. Giờ Luyến muốn hỏi gì, Luyến tập hỏi đi, nhìn vào cái nội dung đó hỏi. Hỏi bạn đi, chắc hàng ngày hỏi nhiều quá, anh trai hết câu hỏi phải không? Hay hỏi À đó, vậy hôm nay hỏi lát nữa vô kết du hình đi. Hỏi vậy được mà, biết cái từ à, mọi người biết cái từ trễ không? Đúng rồi, Quỳnh con được học chưa? Quỳnh với lại Hà. Rồi, Quỳnh được học chưa? Được rồi ạ. Rồi mọi từ mọi người biết cái từ nắc he không? Nắp he đến Nắc he. Vô he thì từ đâu đến, đúng không? Vô he come, vô he come and see.
đúng không? Là vô he. À, được được học chưa? Cái từ vô Rồi he, rồi ạ. được học rồi, ngay từ đầu vô bài đầu tiên hay học vô he lắm. Yeah, it's come out Vietnam đúng không? Vậy còn từ từ nắc he, mọi người được học chưa? Hay là đến đến đâu ạ? Đắp mà đến. Nắc là đến nhưng mà có chữ he vô nó nghĩa khác à, nó không giống, không giống vậy đâu. Ồ, con chưa học ạ. Rồi, nếu mà Thương chưa học thì Hà với Quỳnh chắc cũng là chưa học, nhưng mà học từ Spetter học rồi đúng không? Quỳnh với Hà học Spet chưa? Quỳnh, Quỳnh. Thằng tôi à. Rồi, chú có lời khen là Luyến với lại Thương là mới 3 ngày rồi đã sử dụng cái từ là vô hình kết đu rất là tốt ha. Sử dụng nhiều như vậy tốt rồi ha. Hay hỏi nhau như thế, hỏi bây giờ là mình hỏi hai bạn, bây giờ hai bạn sử dụng như vậy hai bạn thấy nó vui không? Nó quá dễ đâu có gì khó không? Đâu khó ha. Vui ạ, vui, Bây giờ mình nói tiếng Đức, nếu mình nói hoài hàng ngày á, thì mình từ từ mình thấy là đâu có gì ngượng ngùng khi mình nói tiếng Đức với nhau đâu, đúng không? Tại vì á, thường mọi người ở trong lớp á, là được 15 phút để nói nhau, cái ra khỏi lớp bắt đầu sổ tiếng Việt không, không sổ tiếng Đức, dù rằng mình biết câu đó sẽ hỏi như thế nào. Thì hôm qua, nghĩa là cách đây 3 ngày khi chúng ta mới quen biết nhau thì chú có dặn là mọi người nên, nghĩa là bạn nó bước ra khỏi phòng hỏi liền nó luôn, vô hình, cái stu, mày đi đâu vậy? Hỏi liền luôn. Thì nó sẽ thành một thói quen là mình rất vui là hai bạn đã có cái thói quen này. Là bây giờ hai bạn phải tập những thói quen khác nữa, hỏi là ngày mai mà gặp nhau sáng ngủ dậy là hỏi vi kết. Hỏi luôn như vậy luôn, vi kết stia. À, nghĩa là người ta hỏi là vi kết SD nhưng mà người ta sẽ nuốt cái chữ S đi, người ta hay nói là vi kết SD đó, chữ cái chữ S nó nuốt mất rồi. Thì mình sẽ tập nha, hỏi như vậy luôn. Là các bạn gì đang ở tập thể ở chung với nhau, các bạn rất dễ sử dụng tiếng Đức chung với nhau, còn Quỳnh với lại Hà là không ở tập thể thì rất là khó để mà sử dụng với nhau. Chỉ là có thể là cùng với nhau lên Discord nói chuyện thôi. À, thì bây giờ mọi người á biết cái từ spec thì có, người ta sẽ hỏi là lát nữa mày đi đâu đó, sau khi học xong là mày đi đâu là mình nói được á. À, bây giờ mình hỏi gợi ý câu đó là lát nữa bạn đi đâu, mọi người biết từ spec rồi, mọi người biết từ là vô hình kết đu rồi, bây giờ kết nối với nhau thì nói như thế nào, bây giờ là Quỳnh nói trước, nếu con nghĩ là con sẽ nói như thế nào. Con chưa nghĩ ra À, rồi vậy Hà có nghĩ ra không Hà? con nghĩ rằng Rồi con nghĩ ra con nói đi. vô cái stu space hình hoặc là vô hình cái stu space. À, đúng rồi, nghĩa là con đúng rồi, con tách được động từ ra như vậy cũng giỏi. Vô kết đua hình spetter đó. Cái chữ spet để đằng sau, không để ở giữa ha. Vô kết đua hình spetter tức là lát nữa tí nữa bạn bạn đi đâu đó. Hà nghe cái này có lạ không à? Anh cho hết từ rồi thì mình sắp xếp theo cấu trúc ngữ pháp thì chắc là được. Ok. Đó vô hình kết đu spetter, spetter có chữ tơ tại vì đây là nó là tính từ thì tính từ mà tính từ kiểu như so sánh đó hả? Nhưng mà nó ở đây không phải so sánh mà nó nói về thời gian thì người Đức hay nói là vô hình kết đu spetter, nếu mà nói là vô hình kết đu spet thì lại nghĩa là bạn đi trễ quá, từ trễ mà từ thêm chữ tơ vô là tí nữa ha. Bây giờ Thương với lại bây giờ Thương Thương với Luyến còn nói với nhau câu gì hàng ngày nữa ngoài cái từ vô hình gestu? Vô vas student qua Vova Suden. Rồi, Vova Suden.
Thấy Hà với lại Quỳnh có hiểu cái nghĩa của từ đó không? Nghĩa câu hỏi đó đó. Là không ạ. Còn Hà hiểu không Hà? Đây nó nằm ở thì quá khứ mà Quỳnh chưa được học, hơn Quỳnh mới học là perfect thôi. Bây giờ dùng Quỳnh có thể dùng perfect để hỏi bạn Thương với lại bạn Luyến đó. À, bởi vì hai bạn này nói nhiều hơn con, giờ con chịu khó nói đi, tấn công hai bạn bằng tiếng Đức cho chú. Con dùng hết tất cả vốn tiếng Đức của con tấn công hai bạn phải trả lời bằng tiếng Đức. Chú ngồi ở đây chú nghe, chú là trọng tài chú nghe. Đấy, con tấn công hai bạn, tấn công dồn dập vô. Nghĩa là nhìn cái bài viết của bạn á, con có dữ liệu để con dùng tiếng Đức con nói với bạn, con hỏi bạn dồn dập vô chú. À, con hỏi bạn hoặc là con nói với bạn. À, Hà cũng vậy, nghĩa là hai bạn này sẽ tấn công liên hoàn hai bạn kia ha. Mình không có chết đâu mà, không có đau miếng nào đâu mà, không có rớt miếng thịt nào đâu ha. Chỉ là phải sử dụng kiến thức để mà mình dùng tiếng Đức thôi. Bây giờ dữ liệu của bạn ấy đưa lên rất nhiều nè, bạn ấy ở Hà Nội, bạn ấy tuổi bạn ấy như thế, bạn ấy thích ăn cái này, thích ăn cái nọ, bạn ấy đi chợ mỗi ngày, bố mẹ bạn ấy làm cái nghề như thế, tuổi như thế, quá nhiều dữ liệu để chúng ta hỏi. Nhưng bây giờ nè, tấn công liên hoàn, bây giờ mình sẽ cử người tấn công trước, bây giờ Quỳnh tấn công trước, con hỏi tiếp một câu khác. Trong cái dữ liệu đó con thích hỏi câu gì con hỏi, con dùng perfect của con hỏi cái thì perfect con vừa học á. À, bây giờ chú ý nè, hỏi là bạn đã học tiếng Đức được bao lâu rồi đó, con có thể dùng perfect con hỏi được á. Câu hơi dài sao con nghĩ lâu đúng không? Tại vì con mới học perfect, con phải sử dụng perfect. Ừ. Cái từ hỏi từ bao lâu con chưa được học ạ? À, vi lắng ngơ, hôm lần trước mình có ô một lần, con hơi quên, vi lắng ngơ đó. Mọi người đến thì cứ vào học đi, càng đông càng vui mà. Rồi con hỏi đi. Vì lắng hát du đòi Đúng rồi, chuẩn. Con mới học con sử dụng quá tốt luôn. À, chú rất là vui là thấy con sử dụng rất là chuẩn luôn rồi đó. Bây giờ là hai bạn trả lời đi. Một trong hai bạn. Leonard Deutsch vài một năm, từ 1 tháng cho 2 tháng trước rồi, vài một năm, Svaymonat ten, ten số nhiều. Svaymonat ten. vài một năm thì Trả lời đúng nha. Con dùng thì bơ phát trả lời với bạn luôn đi. Son, dùng dùng từ son đi, dùng dùng từ rồi đi, dùng từ son đi, không dùng từ sai nghe nó nặng lắm. Son á, son là rồi đó. Đúng ạ. À, thiếu động từ. Không, động từ học á, động từ học. Đúng rồi, động từ học quá khứ. Quá khứ của nó là kề len hồi nãy. Hồi nãy là bạn Quỳnh hỏi con là động từ bạn dùng kề len thì con trả lời kề len luôn. Dạ vâng, đi lên. Rồi, bây giờ con lặp lại câu đó lần nữa cho nó suông đi, cho nó quen cái nói đi, bởi vì vừa suy nghĩ vừa nói nó bị chập chờn, giờ con nói nó hết chập chờn thôi.
Vâng. Ich habe Deutsch schon zwei Monaten gelernt. Monat chứ phải Monaten. 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 Monat. 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 À, con nói lại nữa cho nó quen đi. Dạ vâng. Ich habe Deutsch schon zwei Monaten gelernt. Rồi bây giờ chuẩn rồi đó. Giờ chuẩn rồi. Giờ tới phiên Hà tấn công đi Hà. Có dữ liệu đầy ở trên đó đó. Hà tấn công đi Hà. Hai bạn kia là thủ của mình là bên công nè. Wann haben ihr Zoom Kino gegeben? Nếu mà dùng ihr đó là bạn phải chia động từ đúng một chút. Hà chia lại động từ. Wann habt đúng rồi, hab đúng rồi đó. Đọc tiếp câu hỏi. Wann habt ihr Zoom Kino gegeben? Nếu mà bạn hỏi thế này á thì động từ kế hen phải chia kề cắn kênh kề cắn kề cắn kênh van hấp ia in kino kề cắn kênh phim á in kino phim mình quên quên lại bạn đọc lại câu hỏi dạ đọc van hấp Wann habt ihr Zoom Kino gegangen? Gegangen. Ken. Ken chứ phải cơ. Tại vì á là cái gì á là bạn Hà nhìn thấy là dữ liệu của Thương á là có xem phim thì bạn mới hỏi như thế. Dạ. Vâng, như nào?